Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 lên mọi mặt đời sống, nhưng tình hình kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư của thành phố vẫn có nhiều điểm sáng. Để đón sóng đầu tư hậu COVID-19, thành phố Đà Nẵng xác định vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tiếp tục phát huy các thế mạnh, chuẩn bị sẵn sàng các công tác để kêu gọi đầu tư hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng sau đại dịch. Một trong những điểm sáng của bức tranh kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm nay là lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin. Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu phần mềm 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 42 triệu đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020. Lĩnh vực này cũng là một trong những mũi nhọn thu hút đầu tư hiện nay của thành phố Đà Nẵng. Lĩnh vực công nghệ thông tin là một lĩnh vực rất là tiềm năng của Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh. Được sự phân công của lãnh đạo thành phố, chúng tôi tiếp tục công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghệ thông tin tập trung. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng là với cái sự lãnh đạo, chỉ đạo cũng như là với sự phối hợp của các sở ngành, chúng ta sẽ có cơ hội mời gọi được các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Đà Nẵng. 7 tháng đầu năm nay, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 2.300 tỷ đồng, cấp mới 24 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 148 triệu đô la Mỹ. Đây có thể xem là tín hiệu vui trong bối cảnh thành phố đang phải chống chọi với COVID-19. Cùng với đó, việc Đà Nẵng áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị cũng là một thuận lợi lớn để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, cải thiện môi trường đầu tư tại thành phố trong thời gian đến. Vận dụng và triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị cũng chính là yêu cầu được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết đặt ra tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 vừa qua. Tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế làm việc và năng lực quản lý điều hành của các chính quyền, khai thác và tận dụng triệt để tính ưu việt của mô hình chính quyền đô thị trong quản lý điều hành. Trong đó, lưu ý tăng cường phân cấp phân quyền trong việc quyết định đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và các trình tự có liên quan, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy chất lượng công việc làm tiêu chuẩn cơ sở cho công tác đánh giá cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và có năng lực đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Cùng với việc chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch kêu gọi, thu hút, xúc tiến đầu tư hậu COVID-19, hiện nay Đà Nẵng đang đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện đồng bộ, quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công để làm động lực tăng trưởng kinh tế xã hội, xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.